Chuyển động 360 kính chào quý vị. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất không thể bỏ lỡ. Sở Công Thương Hà Nội thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường đối với thực phẩm nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng, chủ động và kịp thời có biện pháp nhằm điều hòa và cân đối cung cầu, ổn định giá thịt lợn ở mức hợp lý, nhất là dịp cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh đối với thịt lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn, bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho lạnh nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn các hành vi về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với mặt hàng thịt lợn. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, bơ được dự báo sẽ trở thành loại trái cây nhiệt đới được giao dịch nhiều nhất vào năm 2030, đạt 3,9 triệu tấn xuất khẩu và vượt qua cả dứa và xoài về số lượng. Với đơn giá bơ trung bình cao, tổng giá trị xuất khẩu bơ toàn cầu có thể sẽ đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Do đó, quả bơ sẽ trở thành một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu có giá trị. Tại Việt Nam, bơ được trồng tại nhiều địa phương với nhiều giống bơ ngon, chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và khu vực miền núi phía Bắc. Trái thanh long ruột đỏ tuần trước có giá gần 10.000 đồng 1 kg, nay giảm xuống còn 2.000 đồng 1 kg, nhưng rất ít người mua. Với mức giá này thì nông dân đang bị thua lỗ nặng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dịch bệnh bùng phát. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở chuyên thu mua trái thanh long tạm dừng đóng cửa nên đầu ra trái cây này gặp khó khăn. Nhiều hộ dân trồng cây thanh long ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn do phải loay hoay tìm kiếm đầu ra. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, tỉnh Trà Vinh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh, với tổng số hơn 43.200 em. Trong đó, khối trung học phổ thông hơn 30.200 em, khối lớp 9 gần 13.000 em. Trẻ đi học được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn. Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh hoặc Bệnh viện Đa khoa có chuyên khoa nhi. Riêng các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, các đơn vị lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác, để tiêm chủng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Sau khi tiêm cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đợt này để chuẩn bị cho các em đến trường học trực tiếp theo kế hoạch của ngành giáo dục, tỉnh sẽ tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những em còn lại trong nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện rất phức tạp. Tính đến sáng ngày 12 tháng 11, tỉnh ghi nhận có 3.882 ca dương tính với SARS-CoV-2. Chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe ô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ thực hiện từ hôm nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Theo đó, đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002 thuộc 5 hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Biayo, SYM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ nhận được cách thức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, phải thỏa mãn các điều kiện như xe máy chính chủ, chủ phương tiện có hộ khẩu ở Hà Nội. Đối với xe máy từ 5 năm trở lên, đăng ký trước năm 2017, người dân được tặng dầu nhớt. Trường hợp xe không đạt chuẩn khí thải sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng một xe để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải. Chủ phương tiện cũng được kiểm tra miễn phí khí thải xe máy khi chủ động mang xe thuộc 5 hãng trên đến 8 điểm kiểm định hiện có tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông. Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ vụ 17 thanh niên nam nữ thuê một căn nhà tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các huyện Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đăng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Lắk, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Công an đã xác định được đây là căn nhà các đối tượng đã thuê để sử dụng. Một phòng ngủ của căn nhà đã được các đối tượng thiết kế cải tạo để sử dụng bay lắc với ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Khi đang cải tạo ruộng thì người dân thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất. Theo đó, vào sáng ngày 11 tháng 11, khi người dân đang đưa máy móc tiến hành cải tạo đồng ruộng thì phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất thuộc xứ đồng thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc. Qua kiểm tra, quả bom nằm hướng thẳng, có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính khoảng 40 cm.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã kiểm tra, khoanh vùng, phong tỏa báo cáo để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã cắt cử 10 cán bộ chiến sĩ, 10 dân quân tự vệ và 4 cán bộ chiến sĩ lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đến để bảo vệ hiện trường, đưa quả bom đến vị trí an toàn. Chiều hôm qua, lần đầu tiên giá vàng miếng SJC trở lại vùng 60 triệu đồng một lượng sau hơn 15 tháng suy yếu. Cửa hàng mua vào vàng SJC với giá 59,3 triệu đồng một lượng và bán ra cho khách là 60,02 triệu đồng một lượng. Việc giá vàng trong nước lập kỷ lục mới khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trong phiên sáng đến chiều, giá vàng đã tăng 450.000 đồng một lượng và tăng 600.000 đồng so với cùng giờ ngày hôm trước đó. Các chuyên gia cho rằng việc xuất hiện hàng loạt dự báo gần đây đã tác động đến tâm lý người dân, nhất là trong bối cảnh lo ngại lạm phát sẽ tăng cao trong thời gian tới khi giá cả nhiều mặt hàng đã nhích lên. Không phải phở hay bánh mì mà bánh bao mới là món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam. Đây là đánh giá của các biên tập viên tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet. Tạp chí này miêu tả bánh bao được làm từ bột mì với nhân bên trong thường gồm thịt lợn băm, hành tây, mộc nhĩ, một số loại có thêm trứng muối hoặc trứng cút. Lonely Planet nhận xét Việt Nam là một trong những điểm đến có nền ẩm thực đường phố phong phú và ngon nhất thế giới với cái giá vô cùng phải chăng. Du khách có thể khám phá điều này ở bất kỳ đường phố hay ngõ xóm nào mà không cần phải bước chân vào những nhà hàng sang trọng. Đầu giờ chiều nay ngày 11 tháng 11, tại khu G1, khu tập thể Thành Công, Hà Nội bất ngờ bốc cháy, khói đen mù mịt và ngọn lửa lan nhanh sang các nhà xung quanh. Đây là khu tập thể 5 tầng, có khoảng 80 căn hộ. Đám cháy bước đầu được xác định là xuất phát từ căn hộ 301, khu G1 tập thể Thành Công, thành phố Hà Nội, sau đó lan rộng ra khoảng 10 căn hộ khác. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng tới hiện trường để tiến hành công tác khống chế đám cháy. Tới khoảng hơn 15 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo nguồn tin từ cơ trưa nay ngày 11 tháng 11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà cao tầng kết hợp kinh doanh tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dùng xe thang chuyên dụng để giải cứu, hướng dẫn 8 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Vào lúc hơn 10 giờ, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực sân thượng tại căn nhà cao 4 tầng là nhà ở kết hợp kinh doanh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sức nóng của ngọn lửa, khói tỏa ra mù mịt. Những người có mặt trong tòa nhà hoảng loạn, mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy, trong đó có xe thang chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa, ngăn không để cháy lan, đồng thời giải cứu và hướng dẫn 8 người kẹt bên trong thoát nạn an toàn. Nguyên nhân ban đầu là do hôm nay nhà này có đám giỗ nên mọi người tập trung nấu ăn. Trên phòng nhỏ nằm ở sân thượng có cắm bình đun siêu tốc, sau đó bình chạm chập gây cháy. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!